nhà hát cải lương Trần Hữu Trăng hay trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo. Đây cũng là nơi nghiên cứu và đào tạo nghệ thuật cải lương nổi tiếng. Tên công trình rạp hát ban đầu là trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo, dựa trên cái tên rạp Hưng Đạo, tọa lạc ở số 136 Trần Hưng Đạo, quận 1, rộng 1.632m. Cho đến ngày 8 tháng 4 năm 2015, mặt tiền nhà hát này vẫn được gắn tên đầy đủ là trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo. Rạp trải qua 3 lần sửa chữa trong các năm 1997, 1998 và 2001 với nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Tại đây từng tổ chức thành công hai đợt liên hoan sân khấu mùa thu thành phố Hồ Chí Minh 1998-2001. Rạp được xây dựng lại từ nền của rạp Hưng Áo cũ với số vốn huy động 132 tỷ đồng, khai trương ngày 18 tháng 4 năm 2015 là một trong 8 công trình khánh thành tại thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 40 thành lập. Rạp gồm 5 tầng lầu, một tầng hầm với 600 chỗ ngồi cùng hệ thống thang máy và thang cuốn. Vở diễn đầu tiên tại rạp được trùng tu mang tên Chiến binh của tác giả Chu Lai chuyển thể Hoàng Song Việt. Nhiều hoạt động thú vị trong chương trình triển lãm và biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương diễn ra tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Đây là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương do ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố, Sở Văn hóa Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nhằm bảo tồn và phát huy loại hình sân khấu truyền thống dân tộc, đồng thời tạo lại thói quen đến rạp xem cải lương cho công chúng, vì nhiều lý do đã dần mai một nhiều năm qua, cũng như giới thiệu đến khán giả những vở cải lương hay, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang có kế hoạch sáng đèn đến hết năm 2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Cải lương Hưng Đạo. Được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các kịch bản cải lương vang bóng một thời như Giấc mộng đêm xuân, Tướng cướp Bạch Hải Đường, Nhân danh công lý, Bàn thờ tổ một cô đào sẽ trở lại với khán giả bộ điệu qua các bản dựng mới, được đẩy mạnh đầu tư với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ hùng hậu của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và các nghệ sĩ tài danh nhiều thế hệ. Ngoài các kịch bản kinh điển, nổi tiếng quen thuộc, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng tìm kiếm, dàn dựng những kịch bản chất lượng mới. Trước mắt, kịch bản Lê Công Kỳ Án kể về vị danh nhân có công khai phá, an định và phát triển vùng đất Sài Gòn, gia định là tả quân Lê Văn Duyệt sẽ lên sàn tập và ra mắt công chúng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!